Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình có nhận một con bình đóng lạnh về báo dưỡng cho khách và cũng vừa sửa và báo dưỡng luôn. Thì con bình này là khách là gọi là để hết nước trong bể, trong bình cũng hết nước luôn và không biết là cắm thì cái con bình này nó nháy đưa lên an toàn. Thì sau nháy thì bình vẫn sáng này. Như hãng Jossi này là ha, nó sáng sáng cái đèn xanh nhá. Đây đèn xanh sáng này. Đó. Không sáng là đèn đỏ. Vì bình hết cho nên là cái dừa le bên trong cái trong đây. Dừa le này nó nhảy cái dừa le để bảo vệ cho máy. Nếu con dừa le này mà không nhảy nha thì dẫn đến cháy bình nha. Đây. Thì nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xử lý nha. Đơn giản thôi. Thì đây nó có hai đốc này. Đó. Mình cạy hai cái lấy này ra, mình tháo hai cái ốc đó. Và mình nhí ra lè đó. Mình xin nói lại nha, thì đối với tất cả các loại bình thì đều có cái dây le an toàn này nha. Khi bình hết nước mà mình không biết mình cắm điện vào thì cái dây le an toàn này nó sẽ nhảy bóng. Thì nhảy dây le thì đối với cái loại hai bóng á, thì nó sẽ chuyển sang bóng màu xanh hoặc bóng màu vàng. Còn đối với loại một bóng thì nó sẽ không vào điện. Nhưng mà mình để ý gọi là cái dây chống giật này. Nếu mà bình mà cái dây chống giật sáng mà cái mà bình mà loại một bóng ấy mà không sáng thì tức là nó nhảy dây an toàn. Đấy. Còn loại hai bóng thì nó chuyển sang cái chế độ gọi là chờ. Chế độ gọi là nóng đủ nhiệt. Đấy. Thì đối với cái bình Jossi này thì ta tháo cái mặt nạ thì đầu tiên là tháo hai cái lẫy này. Nó có hai lẫy. Bên trong hai cái lẫy này thì nó có hai con ốc. Tháo vào cho mọi người xem nha. Đây, tháo cái lẫy ra thì mình bắt đầu tháo hai ốc. Bên đây một con thì tháo ốc xong thì mình cậy cái mặt nạ này ra thôi. Đây này, đó. Mình tháo luôn cái núm vặn này ra nhé và cạy cái mặt nạ này ra đó. Giờ mọi người chú ý nha. Đây. Đây mọi người chú ý nha, thì cái dơ le này, cái núm của dơ le này nó nằm trong cái lỗ nhỏ này nhá. Thì nó khi nó nhảy dơ le nó sẽ bật cái này đi. Mình dùng cái gọi là cái gì nhỏ nhỏ mình chọc vào đây phát, khi nghe tiếng tạch là ok. Đây thì đây mình có dùng cái kéo cũng được này, kéo ngoài ra đây mọi người để ý nha. Đó, nghe xong nó nghe đến tạch phát là coi như là xử lý xong. Để cắm điện cho mọi người thử nha, cho mọi người xem nha. Ngày thì tháo về rồi thì giờ nó không có nước thì mình sẽ cắm thử cho mọi người xem thôi. Đó mọi người đã báo đèn đỏ nha. Đó, đã báo đèn đỏ đây là bình đã trở lại hoạt động bình thường. Đây, thì cái hiện tượng này thì rất hay xảy ra đối với bình nóng lạnh. Và cái này thì mọi người có thể tự xử lý tại nhà. Chỉ cần một cái tu vít thôi và một cái đinh nhọn hoặc cái gì nhọn nhọn này. Đây, mình xin nhắc lại là đối với đèn 2 bóng thì nó chuyển sang chế độ báo đủ nhiệt. Còn đối với đèn 1 bóng thì nó ngắt nguồn luôn. Thì ta tháo mặt nạ ra và trong mỗi cái dưa le để nó có cái lỗ nhỏ này thì ta nhí xuống khi nghe tiếng tạch là được, và cắm lại thử thì nó báo rằng chế độ đun nấu tức là đèn đỏ là ok rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video, chúc mọi người thành công nha. Nếu thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho nó một like, và có ý kiến gì thắc mắc cũng như góp ý thì hãy comment xuống dưới nha. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký và nhấn vào chuông
nhận thông báo tất cả để không bỏ sót những video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.